Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Giải thưởng VinFuture trong mắt một số trí thức và nước ngoài. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, Giải thưởng VinFuture đã được trao cho hai nhà khoa học là Kathleen Carrico và Drew Weissman từ Mỹ và nhà khoa học Peter từ Canada. Giải thưởng chính đến 3 triệu đô la. Ba giải đặc biệt khác mỗi giải 500.000 đô la. Như vậy, tổng giá trị tiền thưởng lên đến 4.500.000 đô la. Trong khi đó, giải Nobel năm vừa rồi chỉ ở mức 1 triệu đô la Mỹ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ba nhà khoa học nhận giải thưởng VinFuture vào hôm 20 tháng 1 năm 2022. Chủ nhân của các giải thưởng VinFuture vào năm 2021 đã được công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Giải thưởng VinFuture được trao bởi quỹ VinFuture do Chủ tịch Tập đoàn VinGroup ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân Phạm Thu Hương sáng lập. Theo thông báo, quỹ có sứ mệnh tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Giải thưởng này được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Và chính thức tiếp cận đề cử trao giải lần đầu tiên vào năm 2021. Một số trí thức trong và ngoài nước cho rằng tiền thưởng lớn không nói lên được cái danh giá của giải. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy phân tích một số chi tiết về giải thưởng này trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo ông, trong một trong những yếu tố tạo nên sự danh giá giải thưởng là cá nhân của người đứng ra lập giải, ông Vũ biết rằng. Cá nhân người đứng sau sáng lập ra giải VinFuture là ông Phạm Nhật Vượng. So với tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là ngược lại. Sự giàu có của ông Vượng trong mắt nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa với giá rẻ để bán. Không thấy ông có một phát minh nào cũng như là những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra quỹ VinFuture này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn VinGroup giàu lên bằng con đường bất động sản. Theo truyền thông nhà nước, Việt Nam trao giải VinFuture có thể góp phần định vị Việt Nam là một điểm đến mới của khoa học công nghệ mới, đồng thời tạo cơ hội kết nối, tạo mối quan hệ hợp tác trực tiếp, đa chiều giữa các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam. Trước khi diễn ra lễ trao giải, báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, Chủ tịch Quỹ VinFuture nói rằng giải thưởng VinFuture sẽ là chiếc cầu nối giới khoa học Việt Nam với giới khoa học toàn cầu, mang lại nguồn cảm hứng, thúc đẩy nền khoa học Việt Nam phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đã trao đổi với đài FA như sau. Giải thưởng của Việt Nam và một số tiền quá ít thì không thu hút được sự chú ý của truyền thông. Mà số tiền cao như vậy thì tôi nghĩ người ta đặt giải thưởng họ cũng có mục đích là thu hút truyền thông trong nước và thế giới. Khi mà hãng tin đưa tin này là góp phần quảng bá cho giải thưởng, đấy là tôi nói về mục đích truyền thông của họ. Còn ý nghĩa khác là cái giá, giải thưởng thì tôi thấy không nên đặt vấn đề. Bởi vì giải thưởng ấy có giá trị hay không thì không phải là căn cứ vào số tiền. Giả sử số tiền giải thưởng này có cao gấp 30 lần số tiền của giải thưởng Nobel, thì giá trị của giải thưởng Việt Nam này cũng không thể bằng 1 phần 10 giá trị của giải thưởng Nobel. Giá trị của giải thưởng không căn cứ vào số tiền đâu. Đây là hình ảnh các tấm huy chương của giải Nobel được đúc bằng vàng thật, chỉ nặng khoảng 150 gram, giá trị khoảng 1.000 đô la, nhưng có người đã trả giá hơn 1 triệu đô la để mua nó. Lẽ ra giải thưởng này nên có một tổ chức độc lập hơn là gắn quá chặt với một công ty kinh doanh bất động sản là VinGroup, bởi vì nó gắn quá chặt với một tập đoàn như vậy có thể bị hiểu sang chuyện quảng bá công việc kinh doanh của VinGroup. Theo thống kê của tạp chí Forbes vào hồi tháng 4 năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VinGroup, là người giàu nhất Việt Nam và giàu thứ 344 trên thế giới, với tài sản ước tính tới 7,3 tỷ USD. Công ty cổ phần Vinhome trực thuộc tập đoàn VinGroup nhiều năm qua là thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Tính đến năm 2020, Vinhome đã vận hành 23 dự án bất động sản với tổng số hơn 50.500 căn hộ, biệt thự, nhà phố, thương mại cùng hàng loạt các dự án đô thị
đại đô thị trên khắp cả nước như các Vinhome rải dài ở tất cả các tỉnh trong cả nước. Giảng viên Phạm Minh Hoàng từ Pháp cũng nêu quan điểm của ông như sau. Ở Việt Nam có khoảng 90% tỷ phú đô la giàu lên từ đất, mà người giàu nhất là ông Phạm Nhật Vượng. Họ giàu đến một mức nào đó thì họ ngưng và bước sang kinh doanh cái khác. Có thể ông ta dùng số tiền này để rửa danh dự, dùng số tiền này để đầu tư vào trí thức để mọi người nhìn thấy ông ta làm việc tốt. Nghĩa là người ta sẽ nhìn ông ta với cái nhìn khác. Đối với tôi, chuyện đó nó vô nghĩa. Những người nhận được giải thưởng như vậy chắc chắn họ sẽ không tìm hiểu vì sao ông Vượng có số tiền này. Họ cũng không biết nguồn gốc số tiền này. Cho nên tôi ví cái giải thưởng này là của thằng ăn cướp cho người nghèo mà thôi. Vào tháng 6 năm 2019, trên tờ Financial Times có bài của tác giả John Reed với nhận định Vingroup làm từ điện thoại thông minh đến kinh doanh trường học và giới hoạt động dân sự lo sợ quyền lực ngày một tăng của nó. Việt Nam nhanh chóng trở thành mảnh đất của mọi thứ đều là Vin. Đây là hình ảnh VinMec là thương hiệu bệnh viện của Vingroup, và tập đoàn này còn có VinSchool là hệ thống các trường học, chưa kể là các sản phẩm như điện thoại di động, TV, xe máy và ô tô, vân vân. Chính một viên chức cấp cao của Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy, được tác giả dẫn lời rằng tập đoàn này là nhà cung ứng mọi thứ hàng hóa và dịch vụ cho người ta từ khi ra đời cho đến lúc sụp mổ. Quá trình phát triển cho thấy Vingroup khởi nghiệp từ một doanh nghiệp làm mì sợi ăn liền ở Ukraine. Sau đó từ Việt Nam phát lên từ đất, bất động sản từ lấn sang mọi lĩnh vực khác. Trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu bình luận của mình như sau. Việc bỏ tiền ra để lập nên một giải thưởng không có gì là khó cả, nhất là đối với người rất giàu. Giành được một giải thưởng danh giá mà không cần mua giải mới là chuyện khó. Việc báo chí cách mạng cứ nhấn mạnh cái ý nghĩa của VinFuture có giá trị gấp 3 lần giải Nobel là kiểu so sánh rất sôi thịt. Nó phù hợp với lối tư duy sôi thịt của nhiều người hiện nay, kiểu mấy kênh YouTube khoe nhà thì toàn khoe là nhà triệu đô, tức là vác tiền ra để khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy chọc phú. Việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ được cho thấy rằng Vingroup có mong muốn được rửa mặt, biến thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh của một anh tư bản thân hữu bán bất động sản, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Đây rõ ràng là xu hướng tất yếu phải có của người giàu thời 4.0. Ngay ở Trung Quốc, tấm gương sáng chói của Việt Nam, thì lượng người giàu nhất nước không còn nơi độc diễn của tỷ phú bất động sản nữa, mà là công nghệ đã chen chân chiếm đa số. Hơn nữa, công ty bất động sản Evergrande đã không được chính phủ giải cứu, nên ngày tàn cho giới bất động sản Việt Nam cũng sẽ không xa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của hôm 15 tháng 12 được trao giải thưởng Lenin. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giải này không có giá trị gì, bởi đó là một giải mới được tái lập ở cấp tỉnh của Nga. Trước đó, giải này được trao cho một trại chăn nuôi lợn. Thế nên giải thưởng này chỉ là cách PE, tức là quảng cáo hình ảnh cho Vin, lấy tiếng với bạn bè Nam Châu. Nói chung, các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải do một doanh nghiệp quản lý. Ngay như quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates cũng đứng tên ông bà chứ không phải là Microsoft. Bởi một giải thưởng lại do một doanh nghiệp đứng sau thì người ta đánh giá ngay là bài quảng cáo sẽ làm giảm uy tín của nó, cho dù mời những người có uy tín làm giám khảo. Vì thế giải thưởng này nó cũng y chang bài của chị Thảo Vietjet đi bơm tiền cho trường đại học bên Anh. Chẳng biết đã chuyển tiền hay chưa, chẳng qua là để lấy tiếng mà thôi. Cũng phải xem nhận xét của giáo sư Đặng Văn Chí là chắc chắn, chắc biết ông Anh Vượng sớm nắng chiều mưa nên mới chém là duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời. Biết đâu nhỡ 1-2 năm tới, anh Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này như đã từng bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Trong một động thái khác, tù nhân Phạm Đoan Trang mới nhận được giải thưởng nhân quyền có giá trị cao gấp 10 lần giải thưởng Lenin danh giá. Cũng vì số tiền giải thưởng, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đem giải thưởng nhân quyền Martin Ennis so sánh với giải thưởng Lenin mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận được. Kính mời các bạn xem bản tin bà Nguyễn Thúy Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần
trong lúc chờ xét xử. Gia đình cho biết nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị cơ quan công an đưa đi giám định tâm thần trong lúc bị tạm giam để chờ xét xử với cáo buộc là phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Thông tin trên được ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, thông báo vào hôm 24 tháng 1 trên trang Facebook cá nhân. Trong cùng ngày, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn ông này để tìm hiểu sự việc. Ông Chênh cho biết thời điểm bà Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần như sau. Vào ngày 7 tháng 12, trong đúng một tháng, vào khoảng 7 tháng 1 thì đưa về trại giam, họ đưa vào bệnh viện tâm thần một tháng để giám định y khoa. Tức là thông tin tôi biết được là do các bệnh nhân ở bệnh viện báo cho tôi biết, chứ cơ quan điều tra hoàn toàn không nói. Bài viết trên trang Facebook của ông Chênh tiết lộ có ít nhất 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Biết bà Hạnh đã gọi điện cho ông để báo, ông này cũng đồng thời nhờ nguồn tin khác thân cận với bệnh viện để xác định bà Hạnh bị đưa tới đây. Đây là hình ảnh Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nơi giám định tâm thần của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội vào năm 2016. Bà cũng được biết đến là người sáng lập quỹ 50K nhằm hỗ trợ gia đình của các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Trước đó, tài khoản ngân hàng của bà bị phong tỏa với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Sau khi bà đứng ra kêu gọi quyên góp tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng Đồng Tâm trong cuộc tranh chấp đất đai và bị giết trong cuộc bố giáp của chính quyền vào hồi tháng 1 năm 2020 giữa đêm tối. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, thì trước khi bị bắt, bà Hạnh phải chịu vấn đề về tâm lý nghiêm trọng và đang trong quá trình điều trị. Và từ khi bị bắt đến nay thì gia đình hoàn toàn không được biết gì về tình trạng sức khỏe của bà, ông Chênh nói thêm. Hạnh là đang bị bệnh trầm cảm, trước đó bị trầm cảm rất nặng. Tôi có đưa vào Sài Gòn chữa trị ở bệnh viện Việt Pháp, rồi sau đó chữa trị ở các bác sĩ tư, thì đang uống thuốc của bác sĩ này hàng ngày và nhờ vậy mà bệnh của Hạnh thuyên giảm khá nhiều. Nhưng mà từ khi bị bắt từ tháng 4 đến năm 2021 thì tôi không biết bệnh tình của Hạnh có phát triển gì hay không, như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Cũng theo người thân của bà Hạnh thì tới đây luật sư bảo chữa vẫn chưa được gặp mặt thân chủ của mình. Có hai công ty luật được bà Hạnh thuê từ trước thì có đăng ký rồi, nhưng mà bên cơ quan điều tra trả lời rằng là những án liên quan đến an ninh quốc gia thì theo luật không biết luật này ở chỗ nào, không biết được tiếp xúc với luật sư trong quá trình cơ quan điều tra làm việc. Chỉ sau khi kết thúc điều tra thì luật sư mới gặp. Đây là hình ảnh Facebook của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Nguyễn Thúy Hạnh, đưa tin về việc bà bị giám định tâm thần. Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam, thì luật sư có quyền gặp bị cáo ngay trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, đối với những người phạm tội quy định trong chương an ninh quốc gia, thì chỉ sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, luật sư mới có quyền gặp thân chủ. Việc cơ quan công an đưa người bị giam giữ trong các vụ án có yếu tố chính trị đi giám định tâm thần không phải là chuyện hiếm. Trước đây, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cũng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định khi ông này cương quyết giữ quyền im lặng trong quá trình điều tra. Còn nhà văn Phạm Thành, người trực tiếp chỉ trích ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định trong thời gian chờ xét xử. Hay kể như ông Lê Anh Hùng, một blogger chuyên bình luận chính trị ở Việt Nam, dù bị bắt từ tháng 7 năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa được xét xử. Và hiện ông này vẫn đang bị giữ ở bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để điều trị. Việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh vào hồi tháng 4 năm 2021 đã tạo nhiều phản ứng. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã bình luận với Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt vào hôm 8 tháng 4 như sau. Việc bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho thấy tuyên bố của Việt Nam rằng nước này luôn đảm bảo nhân quyền chỉ là trò đùa. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh biểu tình chống Trung Quốc trong lễ tưởng niệm Gạc Ma. Trên diễn đàn Liên Hợp Quốc, Hà Nội luôn tìm cách thể hiện mình như là một nhà nước chừng mực, tiến bộ, nhưng ở trong nước, chính phủ nước này lại đang mở rộng việc đàn áp bất cứ ai cả gan nghi vấn hoặc thách thức sự lãnh đạo chuyên chế của Đảng Cộng sản.
Với việc tiếp tục bách hại những người như bà Hạnh, Việt Nam cho thấy đến nay vẫn là một trong những chính phủ áp bức nhất của châu Á. Trang mạng của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra thông cáo, việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là sự xâm phạm trắng trợn và có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những nhà đấu tranh nhân quyền được tôn trọng nhất trong nước. Các nhà tù Việt Nam có tiếng là quá tải và không đáp ứng được mức tiêu chuẩn quốc tế đối với tối thiểu. Việc bà Nguyễn Thúy Hạnh bị là đích ngắm về việc làm nhân đạo hỗ trợ những người đi tù oan là một điều oái oăm. Bà lẽ ra nên được tôn vinh và ủng hộ cho việc này chứ không phải bị trừng phạt. Đồng thời, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Hạnh cũng như chấm dứt các cuộc tấn công liên hồi vào những người bảo vệ nhân quyền lẫn người chỉ trích ôn hòa. Các nhà chức trách phải tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Văn bản đã viết như vậy. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh với biểu ngữ công khai đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập viên của luật khoa tạp chí thì viết như sau. Được tin chị Nguyễn Thúy Hạnh bị công an bắt đi sáng nay, dù không bất ngờ tôi cũng đau xót vì chị là người tôi vừa mến mộ về tấm lòng vừa khâm phục về cách làm việc. Nhà báo này đánh giá công an có nghĩa vụ phải công bố thông tin này ngay và tốt hơn cả là phải trả lại tự do cho chị Hạnh ngay. Chị ấy không làm gì trái pháp luật và lương tâm của con người cả. Nếu quyên tiền giúp đỡ nhau, miếng cơm, miếng cháo lúc hoạn nạn mà bị cho là chống chính quyền thì đó là kiểu chính quyền gì? Trên trang Facebook Khánh Nguyễn của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì viết rằng, theo các nhà quan sát, việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem như là một trong những cú dứt điểm của công an Hà Nội để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật để có thể gây bất lợi cho phía chính quyền. Nhiều người khác như Nancy Hạnh Vy Nguyễn, với gần 30.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân, thì bày tỏ lo lắng về tình trạng của bà Hạnh trong trại giam như sau. Hôm nay người ta bắt chị ấy đi rồi, ở trong chị ấy chân tay yếu tay mềm lắm, không biết người ta có đánh chị ấy không. Đồng thời, dư luận cũng đặt câu hỏi, gây quỹ làm việc nhân đạo thì sao lại bắt? Facebook Thu Dương thì biết, mới chất với chị Hạnh tuần trước, không ngạc nhiên vì sống dưới chế độ độc tài toàn trị này, mỗi người dân chỉ là một tù nhân dự bị. Mong chị bình an và hy vọng có sức ép từ công luận quốc tế để chị sớm trở về với nhà tù lớn. Một người khác thì bình luận, ca sĩ Thủy Tiên năm ngoái 2020, bão lụt và sạt lở mấy tỉnh miền Trung đã quyên góp được số tiền rất lớn, cùng chồng là Công Vinh nhiều lần thì giúp đỡ đồng bào miền Trung, liệu có sao hay không? Vì việc làm của Thúy Hạnh và Thủy Tiên thì có gì khác nhau đâu, cũng là đều đi làm từ thiện giúp người gặp khó khăn cả mà thôi. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh với quỹ 50.000 đồng đã hoạt động từ nhiều năm trước đó. Quỹ đã giúp đỡ hàng trăm tù nhân lương tâm khi bị bắt, gia đình họ đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn và được bà Nguyễn Thúy Hạnh giúp đỡ. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết về nguyên nhân bà bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 4 như sau. Đã bị bắt là vì quỹ 50K, vì họ gây áp lực rất nhiều với quỹ này. Đó là một quỹ nhân đạo giúp các gia đình tù nhân lương tâm khi bị chính quyền cô lập. Nhưng nhà cầm quyền quyết ngăn chặn việc này, tạo áp lực buộc Nguyễn Thúy Hạnh phải đóng cái quỹ đó. Thúy Hạnh đóng cái quỹ này từ cuối năm 2020, ngưng hoạt động, ngưng nhận tiền, nhưng rồi họ cũng lôi bắt đi. Ông Chênh cho biết trước đó, chính quyền đã phong tỏa tài khoản 550 triệu đồng do bà Nguyễn Thúy Hạnh đứng tên, nhận được từ việc quyên góp tiền phúng điếu cho đám tang của cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh nông dân ở Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với công an vào hồi tháng 1 năm 2020, với việc giữa đêm, ông Tô Lâm đã xua gần 3.000 lính đặc nhiệm vào tấn công làng, bắn chết cụ trên giường ngủ. Ông Chênh cho biết chính quyền Hà Nội bắt bà Thúy Hạnh lục soát và niêm phong căn hộ của bà vào hôm 7 tháng 4, nhưng không xuất trình thông báo tạm giam hay lệnh bắt. Ông Huỳnh Ngọc Chênh viết trên trang Facebook vào hôm 8 tháng 4, nhưng khởi tố bà Hạnh với tội làm từ thiện thì không ổn nên đành phải mượn cớ khác.